Thưa mình kính chào quý vị khán giả, rất vui được đồng hành trong chuyên mục ẩm thực cuộc sống ngày hôm nay. Thưa quý vị, từ nguồn nguyên liệu cá tươi chúng ta có rất nhiều cách chế biến khác nhau. Ví dụ như là kho, chiên, xào, nấu, nướng. Rồi vậy thì bên cạnh những cái cách chế biến này, có cách nào để chúng ta có thể tận dụng được sự tươi ngon của nguồn nguyên liệu này hay không? Mời quý vị hãy cùng theo dõi chuyên mục của chúng ta ngày hôm nay với một món ăn rất là đặc biệt. Và món ăn này sẽ được mang đến bởi một vị khách mời đặc biệt của chương trình. Đó là ai? Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi những hình ảnh sau đây nhé. Tình yêu từ đâu mà tình yêu vội vã chiếm tim ta? Chỉ một lần qua mà đêm đêm hình bóng mãi bên ta. Tiếp Vinh vừa giới thiệu với quý vị là hôm nay sẽ có một món ăn rất là đặc biệt được chế biến từ nguyên liệu tươi ngon là cá. Thì anh Ân bật mí chút xíu đi, đây là cá gì vậy? Cá dạ. Mai. Vậy thì từ cá mai ngày hôm nay anh sẽ mang món gì đến cho quý vị khán giả? Tuyết Vinh biết rằng là cá mai thì là một loại cá thuộc dòng cá trích, và nó ở các cái vùng biển như là miền Trung, Bình Thuận, Nha Trang. Dạ. Nhưng mà Ân hôm nay lại muốn một chút xíu đột phá, tức là mình sẽ không làm theo cái truyền thống mà Ân muốn trộn gọi cá mai theo kiểu người miền Bắc. Gỏi cá thường được chế biến với các loại cá thịt trắng để không có mùi tanh, phổ biến là cá trắm, cá suối, cá mú, cá cơm, cá trích, cá mè, cá mai, cá điêu hồng. Đặc biệt là thịt cá phải tươi sống. Tùy theo vùng miền, các món gỏi cá có thể bóp tái với một số các loại gia vị cay ấm, đặc trưng như tỏi, ớt, gừng, riềng, sả, tiêu, mắc kén, mắc mật. Ở vùng cao và các tỉnh phía Bắc, gỏi cá thường được trộn thêm với thính, lá chanh, rau ngổ, ăn kèm với các loại rau rừng, đinh lăng, lá cóc, lá xoài, rau tần, diếp cá, rau mùi, lá sung, lá mơ. Vậy thì nguyên liệu thì chắc là phải có những cái gia vị của người miền Bắc rồi. Đúng rồi, chính xác. Dạ, nguyên liệu mình có những gì ạ? À? Cá mai, trái dừa tươi, rau lăng, riềng, tương cà, mắm tôm, mẻ. Thì mẻ là hình như là người ta làm từ cơm nguội đúng không? Đúng rồi, rất là sạch. Cơm nguội thì mình phải ngâm buổi tối, mình phải ngâm nước qua đêm. Dạ. Rồi sáng hôm sau mình phải gạn cái nước ra, mình lấy cái cơm đó khô, nó khô lên và mình bỏ trộn chung với mẻ, mẻ cái. Dạ. Rồi sau đó thì sẽ thành mẻ. Đừng nói là cái này anh làm luôn nha. Đúng rồi, mình phải làm để mình mới cảm được cái sạch của nó. Wow. Dạ, và riêng mẻ thì rất là sạch. Và nếu như mà nói là món gỏi thì thường là phải ăn tái đúng không? Đúng rồi. Và thường thì cái này có thể làm trộn với chanh, nhưng mà riêng Ân thì Ân sẽ sử dụng một cái loại để mà ngâm với nước dừa. À. Nước dừa trong vòng 20 phút. Dạ. Thì nó sẽ có cái độ ngọt của nước dừa, cũng đồng thời là nó sẽ có cái ga của dừa làm cho nó đừng có nó chín cái cá đi một chút xíu. Cá. Dạ. Những lúc mà vào bếp như thế này là anh Ân có vừa nấu ăn vừa hát không? Ân không hát vừa nấu ăn, nhưng mà nghe nhạc. Nghe nhạc hả? Nghe nhạc những bài hát của mình hát để tập lời luôn, để lúc mà lên hát thì không có bị quên lời. Dạ. Dạ. Thường là anh sẽ nghe những cái bài nào? Tại vì Tuyết Vinh thấy là anh Ân thì hát rất là nhiều dòng nhạc khác nhau, có cả nhạc nước ngoài, nhạc Pháp, Tây Ban Nha, nữa đó. Spanish. Đấy, yeah. Bây giờ không ấy, anh hát mỗi thứ tiếng một câu thử được. Dạ, ví dụ như hát tiếng Tây Ban Nha là Siempre que te pregunto que cuando hoy me donde tú siempre me responde quizás quizás quizás. Yeah. Quý vị ơi, anh Ân ảnh hát dài như vậy nhưng mà thật ra dịch ra thì rất là ngắn. Tuyết Vinh đẹp quá, đẹp quá, đẹp và, quá. Và kết cái đó kia là perhaps, có nghĩa là có thể đẹp. Giờ rồi, dạ cho vào. Ok. Trong lúc mà mình ngâm cá trong 20 phút với nước dừa thì mình sẽ đỡ mất thời gian, thì mình sẽ tiến hành làm cái nước sốt. Tại vì Tuyết Vinh biết rằng là gỏi, tất cả các loại gỏi mà nếu muốn ngon thì nước sốt là chiếm 70%. Trước tiên là mình sẽ cho dầu ăn vào. Mình sẽ cho cái phần tương cà vào. Mẹ anh nhận xét về những món ăn anh nấu như thế nào? Mẹ thì có bao giờ chê con đâu nhỉ? Cũng đúng ha. Wow. Bỏ một chút xíu đường vào nữa. Dạ. Thì nó sẽ dậy lên cái mùi vừa béo và vừa hơi chua chua, nghe rất là hấp dẫn nhỉ. Dạ. Thì là mình đã xong được cái phần sốt. Dạ.
Tiếp theo thì chúng ta sẽ sử dụng một miếng khăn vải mùng như thế này. Dạ. Để mà mình sẽ bắt cá mai sau khi 20 phút. Phải bắt cho thiệt là khô luôn dạ, anh đúng hả? Rồi, phải thiệt là khô. Nhưng mà anh Ân ơi, tại sao hôm nay anh Ân lại quyết định chọn món này? Nó có cái đặc biệt gì đối với anh không? Thì là Ân là người Bình Thuận, dạ. Cho nên là ở gần vùng biển, dạ. Thì được lớn lên từ nhỏ và được rất là may mắn là ăn rất là nhiều hải sản tươi. Và cái này là một trong những món mà Ân thấy rất là nó rất là bổ khỏe, cho nên là Ân đã chọn cái này, dạ. Và thực sự nếu mà quý vị thấy cá mai nó khó tìm thì mình có dạ. thể thay thế những cái loại cá khác, ví dụ cá điêu hồng là một xoáy cá mà nó không có máu đỏ thì dạ. nó không có tanh. Và bước tiếp theo thì rất đơn giản, thì chúng ta sẽ đổ riềng vào để trộn thôi. Dạ. Tại vì trong cái riềng này á là nó đã có cái vị nóng. Tiếng Vinh biết là riềng thì rất là nóng. Dạ. Và khi mà cái vị nóng này cùng với cái ga của cái nước trái dừa đó nó cũng làm cho cá nó cũng chín. Cho dạ. nên là mình yên tâm về cái độ chín. Tuyết Vinh biết rằng là cá mai là một trong những loại cá mà nó vừa giòn, vừa dai, vừa ngọt. Dạ. Và cái độ mềm của nó cũng rất là thích. À, phải sắp xếp. Dạ, cho nó đẹp. Nói chung là nhìn thì đẹp mà ăn thì ngon, đó là cái phương châm của Ân. Wow. Wow, đẹp quá. Dạ. Trang trí một chút xíu lên cho nó có màu sắc. Anh Ân nói là 70% những cái món cuốn là cái sốt rất là quan trọng. Dạ. Nhưng mà thật ra thì bật mí với anh Ân luôn là lần đầu tiên Tuyết Vinh ăn cái lá mơ sống. Tại vì ở miền Tây khi mà làm lá mơ có thể là làm những cái loại bánh á, bánh lá mơ chẳng hạn. Thì nó là... hơi chín hả? Dạ, chưa bao giờ Tuyết Vinh ăn là cái lá tươi hết. Hoặc là có khi mà ăn những gỏi cuốn hay gì đó thì cũng là không có bỏ cái lá mơ này vào. Tại vì không có quen ăn. Dạ. Thì nhưng mà khi ăn rồi thì Tuyết Vinh thấy là nó cũng nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng. Tại vì nó có được cái mát. Và khi mà ăn kết hợp với cá mai, ăn chung với lá mơ, nó sẽ cân bằng lại. Tạo cho mình cái bụng của mình ấm. Dạ, anh Ân ơi, ngoài món gỏi cá mai ra thì trong cái thực đơn của anh á là nó còn nhiều món nữa không? Cũng một số món bỏ túi. Ồ. Tức là những cái món mà Ân nghĩ rằng nó tiện lợi, nhanh và mình có thể chế biến một cách gọn lẹ để có thể phục vụ cho những cái thời gian gấp của mình. Cũng như là bạn bè đến nhà thì mình cũng có thể sử dụng những cái món này, mình mời để cùng nhâm nhi, hàn huyên tâm sự. Tuyết Vinh quyết định là sẽ mời anh Ân quay trở lại chương trình. Nhớ để nhé. Mà có thể là phải khai thác hết cái thực đơn đặc biệt của anh. Hồng Ân dạ. chúc quý vị có một thời gian thật là vui vẻ. Trong những ngày cuối tuần thì chúng ta có thể làm những cái món ăn như thế này để cho người thân của mình cũng như chính bản thân của mình. Cảm ơn ca sĩ Hồng Ân rất nhiều đã dành thời gian cùng đến với chương trình. Tuyết Vinh và ca sĩ Hồng Ân xin chào và hẹn gặp lại quý vị.